bởi vì báo đăng hồ sơ là đăng ở bên đầu tư đó. Tức là hồ sơ họ gửi gửi đến đăng ký đều sinh năm 1964 rất là tập. Yeah. Cô này cô bảo cô sinh năm 85 thì anh cũng phải tin chứ. À, kể cả kiểm tra các thứ toàn xuất trình ra 85 thì chẳng lẽ lại đi giám định à? Công an thì nói thôi như anh trả lời thêm thông tin. Không nghĩ là công an thì nói vậy. Là bên phía luật bên phía Thành mới khẳng định là sinh năm 1964 ạ. Trên hồ sơ họ cung cấp đầy ông trưởng phòng nhân sự. Nếu ông được anh chỉ cần khẳng định ok là tụi em ghi nhận được rồi. 1964 đúng không? 1964 ý là về cái nội dung này á, về cái nội dung này mình không được quyền trả lời trong cái rồi, mình sẽ trả lời này. Sau mình sẽ có thông tin sau trên các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm họ làm rõ. Dạ, với anh, với tư cách là một công ty sử dụng lao động thì với một công ty nha, không nói Thành Bưởi nha, mà sử dụng lao động quá độ tuổi lao động thì khi nào lái xe mình khẳng định rằng là công ty mình sử dụng lao động đối với lái xe nó đúng độ tuổi. Tại vì đối với một lái xe mà khi mà họ đi dọc đường đó, họ phải có bằng lái này. Bằng lái có nhiều cơ quan chức năng cùng theo dõi, chứ không phải riêng của doanh nghiệp mình. Đấy thì về tôi cũng tin chắc rằng các bạn cũng không chưa thể gọi là thỏa mãn được những cái vấn đề mà chúng tôi vừa trao đổi. Tuy nhiên chúng tôi đã nói rằng là những cái gì mà các bạn cần thêm các tài liệu đó và cử cho chúng tôi hoặc câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời. Thứ là thứ nhất. Thứ hai mà nếu các bạn nào mà cho rằng vấn đề thuế mà như chúng tôi đang nói là rất quan trọng, chúng tôi khẳng định chúng tôi không trốn thuế, lách thuế. Chúng tôi làm đầy đủ và đã được thanh tra kiểm tra thanh tra từ năm 2014. Nhưng nếu các bạn còn chưa tin nữa, các bạn có thể ủy quyền cử ra hai bạn nào đó báo nào báo ấy chứ không đến trực tiếp cử xem cái việc đó, hai bạn ấy càng am hiểu về tài chính càng tốt để xem nó như thế nào, quy trình nó như thế nào. Đấy thì chúng tôi mời rất là đàng hoàng, nhưng các bạn mà từ chối thì chúng tôi cũng chẳng nhẽ chúng tôi là ép buộc đâu. Còn hai bạn nào xung phong vào được đấy thì chúng tôi cũng mời. Đây đại diện từng báo hết, bạn không phải quyền đâu. Đúng rồi. Không báo thì nhưng mà không để 60 người lên đến tận xem hồ sơ. Vì sao vừa rồi đó người mà gây tai nạn, lái xe gây tai nạn vừa rồi đó thì ông Nguyễn Long Hưng là 58 tuổi luôn. Thì bây giờ em cho biết là cái thông tin 58 tuổi ở đâu, chứ còn thông tin chính thức đây, ông trưởng phòng nhân sự đây. Chính thức là hồ sơ lý lịch của ông đấy, ông gửi đây đều sinh năm 1964 đúng không Tùng? Cái nội dung này mình không có không trả lời, nhưng mà mình cũng có thể cung cấp bên em. Tâm rất là chất lượng, họ anh khẳng định luôn, khách hàng quan tâm rất là chất lượng. Anh nói em quan tâm, em thượng tôn pháp luật, cái thực hiện đúng quyết định pháp luật trước. Không, nhưng mà tóm lại em có chê trách việc chất lượng không? Anh hỏi bởi vì là hôm nay em đến đây cũng không bởi vì em đã từng là khách hàng, con anh hỏi, bây giờ con anh hỏi hai vấn đề. Không, cái vấn đề đấy là dẹp sao mà hôm nay bọn em không, tóm lại là hôm nay là em sâu vào vấn đề đấy, tức là em không chê trách về em không bình luận. Không bình luận. Thế thôi, anh nói thì nói đúng. Không, hỏi lại cho mình xem là sao anh bé. Thôi hỏi luôn một bé, nó chỉ có bé thì chị hỏi bé thôi. Là có đánh giá cao chất lượng hay không? Quan trọng nhất là như vậy. Thế bây giờ bạn nói về cái thiếu thông tin thì chúng tôi khẳng định rằng đây là sự cần thiết. Chủ xe thấy cần thiết. Xe hợp đồng còn thiếu. Rất đơn giản, chủ xe thấy cần thiết ghi thiếu thông tin. Và còn nếu mà là khách hàng không thấy cần thiết, họ điền hiệu điền tên khác thì phải chịu. Cái phiếu thông tin cần thiết rồi. Là cần thiết. Em đồng ý với anh về cái việc mà quan điểm của Thành Bưởi, còn là tại sao mà khi mà em đi các cái xe khác hãng khác, có mẫu vé xe Mai Linh chẳng hạn, thì người ta đưa vé cho em mẫu vé, người ta xong bắt đầu người ta mới lấy tiền, em đưa tiền người ta đưa vé, và bên này thì em chỉ đưa tiền và em không được lấy lại vé, không được lấy được phiếu. Anh đã khẳng định rồi, đây là chế xe được rồi. Em không có hợp đồng với anh. Không, cá nhân em. Đây anh đây là bởi vì đấy xe hợp đồng, đấy gọi là xe hợp đồng nhá. Nhưng mà người như anh nói là có nhiều hình thức đó, trong thông tư nó có quy định là định nghĩa xe hợp đồng như nào. Cái gì cái chuyện mà kia là đi tuyến cố định hay là tuyến nào đó thì để cho các công ty đấy giải thích. Còn công ty này nếu mà đi tuyến cố định thì vẫn cấp vé bình thường. Đây là hợp đồng. Cái tuyến xe hợp đồng thì nó thế đó.
thì bây giờ anh nói giống như Uber á. Ờ, trong trường hợp em cần hóa đơn. Anh trả lời câu hỏi của em cái. Nếu mà khi như nào thì em được cấp vé á? Không. Em cấp hóa đơn. Bọn anh đã nói rồi là cái xe hợp đồng là bọn anh sẽ cấp hóa đơn khi mà bọn em có yêu cầu. Bọn anh có hình thức hợp đồng và bọn anh có hình thức vé. Thì hình thức vé là có tuyến cố định có riêng thôi, em lại đã không đọc cái thông báo rồi. Tức là bọn anh có hai tuyến nhá. Hệ thống tuyến cố định riêng và hệ thống tuyến đi hợp đồng riêng. Đấy. Thế em lại không đọc kỹ cái đó rồi, tức là trong cái trường hợp. Thế bây giờ trong xe có nói rồi là bao giờ xe phù hiệu ngoài nó có xe hợp đồng. Tức là khách hàng em có không hài lòng gì chất lượng của Thành Bưởi. Đó. Còn nếu nhà báo thì thông tin này có ý nghĩa gì? Không, em thì anh nói luôn được thông tin ý nghĩa gì. Đó. Nếu là khách hàng mình không biết bài đâu. Bạn này sẽ trả lời ngay. Chất lượng em có nói về vấn đề. À, có chất lượng rồi là em coi là hoàn hảo đúng không? Ồ thì cảm ơn em. Tức là như vậy là bạn nhà báo là chất lượng hoàn hảo. Bạn chỉ tìm hiểu xem rằng là cái phiếu thông tin là thế nào. Có đúng không? Thế thì anh cái vấn đề này để bên Thành Bưởi giải thích cho chị một tí thôi. Cái vấn đề xe hợp đồng ấy cũng là một cái đặc hình của xe Uber và Grab. Đến nay nhiều người vẫn đi xe Uber và Grab khá nhiều nhưng không biết được rằng là đang đi xe hợp đồng. Cái đối với người dân Việt Nam này ra Grab là có đấy chị ạ. Ờ, nhưng mà vậy là Thành Bưởi cũng giống Uber hả em? Không, anh bảo đây là có nhiều dạng hợp đồng. Dạng hợp xe hợp đồng. Ví dụ như em là người Việt. Nhưng mà chị này chị đi xe đi chuyến đấy là chị lại được đưa một cái phiếu thì chị ấy là bây giờ thì chị ấy là tại sao không bán vé mà lại đưa phiếu thông tin? Trả lời vấn đề đó thôi, còn tụi em không cần biết Grab Uber, câu chuyện đó là một câu chuyện khác. Không chị ơi. Không, đây là giải thích em là xe hợp đồng có rất nhiều nhá. Phép em hỏi là luật sư là người phát ngôn chính hay là bạn này? Bây giờ ai phát ngôn chính để tụi em biết tụi em ghi vào. Đi. Còn không có cái chuyện như vậy đâu. Em chưa bao giờ thấy một người này anh mà quay nó lông con như vậy. Anh mà quay video em ở đây không à? Muốn người trao đổi. Dạ thì mình trao đổi thì mình. Hôm nay nếu họp báo anh phải đeo colavat vào anh ghi tên của anh không? Ông này. Bởi vì đó là tụi em là rất tôn trọng mà bạn này chưa bao giờ tôn trọng báo chí hàng trăm báo ở đây. Không thì bao giờ thì. Nhưng mà chị đi tuyến nào? Chị đi hợp đồng hay là em lấy hợp đồng thì em có thể lấy em có thể lấy vé à không phải lấy vé mà lấy hóa đơn trước. Khi đi hoặc sau khi đi. Hai cái vấn đề mà anh thắc mắc em ý, một là cái phiếu thông tin nó độc lập với cái chuyện vé thì em đã giải thích cái phiếu thông tin rồi, thì còn cái vé thì theo như anh giải thích là đấy là hợp đồng. Nhưng mà chị không hợp đồng à? Đấy là tuyến cố định. Tuyến cố định. Vé ở tuyến cố định nó làm thì như vậy. Không xuất vé cho khách hàng mà chỉ tuyến cố định có xuất vé. Em chưa nói hết đâu anh này. Mà chỉ xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu. Hợp đồng, đấy là hợp đồng. Tuyến cố định xuất vé. Tuyến hợp đồng. Chuyến chị đi là chuyến gì? Sao Đà Lạt đúng không? Biết là chị chưa biết thì mình đấy. Nhưng bây giờ chị đi Sài Gòn, đi Đà Lạt chẳng hạn, mình chỉ mua vé hả? Theo cái cách như Thành Bưởi giải thích là hợp đồng. Còn mình thì mình cũng không hiểu, mình chỉ biết là mình đi những cái chỗ khác thì người ta đưa vé. Còn theo cái cách như Thành Bưởi gọi là hợp đồng, đưa phiếu thông tin thì thôi là nó là một cái đoạn khác đúng không? Còn cái vấn đề là khi mà lên xe thì bắt trả tiền. Đúng rồi. Đó. Đấy. Thì đấy là thuộc xe hợp đồng. Chị hợp đồng. Thế xe hợp đồng rồi. Hợp đồng. Ừ, thì đấy thì treo hợp đồng rồi. Hợp đồng rồi. Thế thì bây giờ rất đơn giản thôi. Bây giờ nhá. Đấy. Bọn anh không xuất vé nhưng mà anh xuất hóa đơn. Bọn em yêu cầu nhá. Đấy là khi xuất hóa đơn. Khi bọn em có thể yêu cầu. Ờ, bây giờ không phải bây giờ bọn em lên trước khi lên xe. Tôi phải xuất hóa đơn. Ok, xuất luôn hóa đơn. Xong đến xuống xe bảo ô tôi phải xuất hóa đơn thì lúc đó cái phía cung cấp thông tin sẽ cấp theo cái thông tin của em và gửi đến. Còn nếu mà cuối cùng không ai yêu cầu cả thì đây chúng tôi coi là xuất bỏ, à, không cung cấp cho ai cả. Thì em cũng không mắc là các công ty khác mình đi hãng xe khác thì người ta cũng cấp vé 100%. Đấy là không có yêu cầu gì. Đúng giống như cái tuyến đấy. Nói là bây giờ nó thì lỗi là nghe anh vào đến đằng trước thì có 5 người. Thôi anh ơi, đông là sao không có trước 10 nhá. Thứ nhất là anh khẳng định rằng là đây là anh như là tóm tắt ý kiến phản hồi, tóm tắt như vậy là nếu mà em thấy rằng là cần những tài liệu gì nhắc đi nhắc lại thì rồi. Thì bọn em ghi vô đây, anh đã nói đây thì có anh lên thì tỏ anh nói với lại báo giao thông ở đây thông tin báo giao thông ở đây không ta cần thông tin để phản hồi 2 triệu. Không phải, bọn em muốn hỏi vấn đề gì? Bây giờ bọn em muốn hỏi gì chi tiết?
Con em hỏi quá trời mà anh cứ vòng vòng anh cứ trả lời đâu mà. Nếu mà 50 bảo cùng không bất ngờ hoặc 100 bảo anh bất ngờ được, tại vì là như thế này cơ quan ngôn. Không được, con em bây giờ cơ quan ngôn là bảo tí thế đặc thù của hoạt động. Anh bây giờ như bây giờ bọn em có thể cử, bây giờ anh đề xuất thế này cho thoải mái của em cử 3 người ra. Hỏi em thoải mái được chưa? Không thể cử được anh, mỗi tờ báo có một cái riêng chứ anh. Không thể cử được à? Để bảo lãnh bây giờ nhá, để cho tập trung ba bạn à, các bạn cử ba bạn em gái hai bạn trai thoải mái thoải mái đây rồi thôi tớ về 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 ông trả lời thế này nhá, về nguyên tắc nhá, cái nên trả lời được là anh trả lời, còn cái gì về chi tiết là anh Tùng anh sẽ cung cấp, chắc em gửi mail cho anh Tùng. Không, Tuấn ơi, nếu gửi về anh Tùng là không đúng pháp lý vì đại diện anh Hải là đại diện rồi. Cái pháp lý, cái pháp luật mà. Không, anh Tùng này qua, anh Hải anh sẽ duyên. Anh Tùng sẽ cung cấp, lúc đó anh là đại diện và anh Tùng sẽ đây. Anh sẽ duyên cái tài liệu này, anh Tùng cung cấp nhé, cung cấp thông tin. Dạ thôi anh em được rồi, anh em làm tối nhau được rồi. Không giữ cái gì nữa. Mình về viết bài nữa anh em ơi. Dạ.